Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh móc len của Mimi Handmade. Hôm nay Mimi sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một chiếc gumbo sơ sinh như thế này. Và Mimi có chia ra được hai size các bạn, size từ 0 đến 6 tháng và size từ 6 đến 12 tháng, phù hợp cho bé trai và bé gái luôn nha các bạn. Rất là dễ móc luôn và mình hướng dẫn rất là kỹ càng nè. Nếu mà các bạn yêu thích cái mẫu gumbo này á, các bạn nhớ nhấn like video này giúp mình nha và ủng hộ mình bằng một cái lượt đăng ký kênh nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu móc nha. Hôm nay mình sẽ móc lên microtom nha các bạn. Và mình sẽ phối 3 màu như thế này: màu hồng da, màu đỏ nâu nè, và một ít màu đen nè các bạn. Thì nếu các bạn có 2 màu thì chúng ta sẽ phối 2 màu nha. Tại vì màu đen này mình phối chỉ có một tí thôi, không có thành vấn đề nha các bạn. Muốn 3 thì phối 3, muốn 2 thì phối 2. Và cái kim móc hôm nay mình sử dụng chia mũi sẽ là kim móc 4mm nè các bạn. Và cái sợi len của microtom á là khoảng 2mm thôi. Cái kim móc này nè, nó sẽ gấp đôi cái sợi len này nè. Nó sẽ tăng cái độ co giãn và cái độ mềm mại hơn nha các bạn. Thì mình chia mũi là thế. Một lát nữa mình sẽ hướng dẫn cho các bạn rất là cụ thể ở hai cái size mình móc nha. Và các bạn chuẩn bị thêm cho mình kéo cắt len, kim khâu len cũng như là những cái hạt nút. Để thuận tiện hơn trong cái việc chia sẻ các bạn, thì mình đã vẽ ra một cái chiếc gumbo mô phỏng như thế này nè. Có cái phần nón, hai cái cánh tay và hai cái ống quần luôn nè. Và cái phần mà mình viền á các bạn thì nó sẽ tương ứng như đây ha. Mình sẽ coi theo đây để mà mình viền nha các bạn. Và các bạn sẽ lưu ý cho mình cái chữ mà mình ghi màu xanh á các bạn là cái size là từ 0 đến 6 tháng nha. Nè, chữ ghi màu xanh là size từ 0 đến 6 tháng. Đây. Rồi, cái chữ ghi màu viết chì á các bạn là size từ 6 đến 12 tháng. Về mình nói cái phần mũi móc xích khởi tạo trước nha. 0 đến 6 tháng mình sẽ khởi tạo là 60 mũi móc xích nha các bạn. Và mình sẽ dòm trong cái ô này để mà mình móc cái hàng đầu tiên. Size 6 đến 12 tháng mình sẽ móc là 68 mũi móc xích. Và mình cũng sẽ dựa vào đây để mà mình móc nè. Một lát nữa mình sẽ hướng dẫn kỹ hơn ha. Rồi, bên đây cái chiều cao nón mà cái size 0 đến 6 tháng mình móc sẽ là 19cm nha các bạn. Size 6 đến 12 tháng sẽ là 22 nè. Đó, tương ứng nè. Đây là mình có đánh dấu cho các bạn. Một lát nữa mình sẽ dừng lại để mà các bạn chụp lại cái bảng này để các bạn sẽ dễ dàng móc hơn nha. Rồi cái phần cá ách á các bạn. Cá ách là từ cái đoạn cổ áo nè xuống tới cái phần nách. Size 0 đến 6 tháng sẽ là 10,5cm. Size 6 đến 12 tháng sẽ là 11,5cm. Rồi, cái từ cái phần vai á các bạn xuống tới cái phần đũng quần nè. Size từ 0 đến 6 tháng sẽ là 25cm. Size từ 6 đến 12 tháng sẽ là 29cm nha. Rồi, cái phần ngực đó các bạn, cái này là mình đã trừ hao rồi nè. Size từ 0 đến 6 tháng mình sẽ móc cái phần ngực là 46cm. Size 6 đến 12 tháng mình sẽ móc cái phần ngực là 50cm. Và cái này chưa có cộng cái độ giãn của len nữa, cho nên là cái này khá là thoải mái rồi nha các bạn. Còn nếu mà các bạn muốn rộng rãi hơn nữa, các bạn sẽ cộng cho mình thêm 1-2cm nữa ở cái này nha. Ví dụ như các bạn muốn móc cái size 0-6 tháng là 48cm thì các bạn sẽ cộng thêm 2 ha. Còn nếu mà cái size từ 6-12 tháng các bạn muốn thêm nữa thì các bạn sẽ móc là 52cm. Cái này dễ rồi các bạn. Mình chỉ cần là thêm cái số móc xích ở chỗ phần nách thôi là nó sẽ ra cái vòng ngực này nè. Cho nên rất là đơn giản ha. Rồi cái phần tay áo. Size từ 0 đến 6 tháng mình sẽ móc là khoảng 15cm ha các bạn. Đây nè, khoảng 15cm. Size từ 6 đến 12 tháng mình sẽ móc là độ khoảng 18cm. Rồi cái phần quần dài nè các bạn. Ở cái size 0 đến 6 tháng mình sẽ móc là 19cm. Có cộng luôn cái phần là bo lại nè các bạn. Cộng luôn cái phần viền đó nha. Còn cái size 6 đến 12 tháng nè, mình sẽ móc là 22cm. Thì ở trên cái bảng này đã có rất là cụ thể như thế này rồi. Các bạn chỉ cần bấm dừng màn hình và các bạn chụp cái phần này lại nha. Nếu mà mạng của nhà các bạn có mờ thì các bạn sẽ inbox cái Zalo của mình nè. Mình sẽ gửi cái bảng này cho các bạn nha. Rồi bây giờ các bạn sẽ lấy cái phần len ra. Cái phần màu chính của các bạn á. Tại vì cái mẫu này là trai gái gì mình cũng sẽ làm chung hết á các bạn. Cái mẫu này khá là dễ cưng, trai gái gì cũng mặc cũng đẹp hết. Và cái màu hôm nay mình làm là cho bé gái nè. Các bạn có thể là làm màu xám, rồi màu trắng hay là màu gì đó cho bé trai nha.
Rồi bây giờ mình sẽ móc cái size là từ 0 đến 6 tháng và mình sẽ khởi tạo là 60 mũi móc xích nha các bạn. Đầu tiên các bạn sẽ tạo cho mình một nút thắt. Các bạn sẽ móc lên 60 mũi móc xích. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mình đã móc xong 60 mũi móc xích rồi nè các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau móc lên 2 mũi móc xích nữa nha. Và bây giờ chúng ta sẽ đếm 1, 2, 3, 4. Các bạn sẽ quấn lên một vòng lên kim, đâm kim vào cái chân móc thứ tư này, kéo len qua và thực hiện một mũi móc kép. Như vậy thì ba cái chân móc xích này tượng trưng cho một mũi móc kép nè các bạn. Mình đã móc được 2 mũi móc kép rồi nha. Đây, ở cái size này của chúng ta cái phần ngực trước sẽ là 8 mũi nè các bạn. Mình sẽ móc là 8 mũi móc kép và tạo một cái mũi tạo một cái góc vuông kế bên á. Ở đây là được 1 2. Vào cái chân móc kế tiếp 3 4 5 6 7 và mũi thứ 8 nè. Hết mũi thứ 8 thì ở đây có một cái góc vuông, mình sẽ làm một cái góc vuông. Các bạn đâm kim vào cái chân móc kế bên này, các bạn kéo len qua và thực hiện một mũi móc kép. Lên 2 mũi móc xích và thực hiện một mũi móc kép vào cái chân móc đó. Rồi, ở đây chúng ta đã tạo được một cái góc vuông đầu tiên rồi nè các bạn. Tới cái phần vai của mình là sẽ là 11 mũi móc kép nè. Mình sẽ móc là 11 mũi móc kép. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Hết 11 mũi kép thì kế bên nó sẽ là một cái góc vuông. Mình sẽ tạo góc vuông ở đây. Chân móc kế tiếp 1 kép 2 xích và 1 kép. Bây giờ chúng ta sẽ móc xuống tới cái phần vai nha các bạn. Phần vai của mình sẽ là 18 mũi móc kép nè. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, 10 11 12 13 14 15 16 17 18. Hết 18 mũi thì chúng ta có một cái góc vuông ở đây để tiến tới cái phần vai bên trái nè, phần vai bên phải nè. Chúng ta sẽ móc cái chân móc kế tiếp sẽ là 1 kép 2 xích và 1 kép. Tới cái phần vai thì chúng ta vẫn sẽ móc giống hệt như phần vai bên đây, 11 mũi móc kép nha các bạn. 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 và 11. Kết thúc phần vai, chúng ta sẽ có một cái góc vuông và chúng ta sẽ làm một cái góc vuông còn lại nè. Móc vào cái chân móc kế tiếp một kép, hai xích và một kép. Còn 8 mũi cuối cùng nè các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ đếm trước nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8. Thôi không cần đếm nữa nha. Ở chỗ này nè các bạn, nào mà tạo sai mũi móc xích á thì tới chỗ này là hồi hộp đúng không các bạn? Trời ơi, thiếu một cái là thôi là mình phải móc lại ngay từ đầu rồi. Bởi vậy các bạn tạo cái mũi móc xích đầu tiên á, các bạn đếm mà các bạn đếm kỹ ha, để thôi là mình lỡ mà mình có sai cái mắc công quá. Rồi bây giờ là mình tới cái mũi cuối cùng nè. Rồi mình đã được cái hàng đầu tiên như thế này đó các bạn, cái cổ của mình nè, đó cái cổ ha. Và size của các bạn thì to hơn, size này là size nó vừa vừa nè. Một hồi nữa mình còn cái hàng viền và mình tăng mũi ở chỗ lên cái phần cổ lên cái phần nó các bạn. Rồi lên hàng thứ hai. Từ đây tới những cái hàng còn lại nó sẽ đơn giản hơn nè các bạn. Mình sẽ không có cần đếm nữa mà mình chỉ móc tới cái ách của mình thôi, móc tới cái đoạn này nè. Đây, cái ách là từ cái phần cổ nè các bạn xuống tới cái phần nách nè của mình sẽ là 10,5 cm. Rồi bây giờ mình sẽ móc hàng thứ hai như sau. Các bạn móc lên hai mũi móc xích nha, quay ngược đầu móc lại, đâm kim vào cái chân móc đầu tiên, chúng ta sẽ móc một mũi móc kép. Chân móc thứ hai một mũi móc kép, chân móc thứ ba một mũi móc kép và làm lần lượt tới cái góc vuông đầu tiên. Tới góc vuông các bạn cũng sẽ móc vào góc vuông đó một kép, hai xích và một kép. Đó các bạn, mỗi cái chân móc mà mình nhìn thấy được ở chỗ này nè là mình đều móc một mũi móc kép hết nha. Rồi chúng ta sẽ móc thẳng vào trong cái lỗ này nè, một kép, hai xích và một kép. Rồi tới bên đây mình đã nhìn thấy cái chân móc này nè các bạn, đó cái chân móc thì chúng ta vẫn móc là những mũi móc kép. Tới cái góc vuông tiếp theo thì các bạn cũng sẽ móc tương tự một kép, hai xích và một kép, và các bạn sẽ làm như thế đến cuối hàng luôn nha. Mình đã móc tới gần cuối hàng nè các bạn, và cái ba cái mũi móc xích đầu tiên mình khởi tạo nè, mình cũng sẽ móc vào cái chân móc này luôn nha các bạn. Móc vào cái móc xích thứ ba để chúng ta tạo một mũi móc kép nè. Rồi như vậy thế là nó đã đủ rồi đó. Bây giờ chúng ta sẽ móc lên cái hàng thứ ba và những cái hàng kế tiếp nha các bạn. Thì cái cách thức móc của chúng ta vẫn sẽ như thế thôi à, tăng mũi từ từ lên. Rồi các bạn móc lên hai mũi móc xích, quay ngược cái đầu móc này lại nè, các bạn đâm kim vào chân móc đầu tiên, móc một kép, chân móc kế bên một kép, những cái chân móc còn lại đến cái góc vuông đầu tiên. Mỗi chân móc chúng ta sẽ móc mỗi mũi móc kép. Rồi mình đã móc tới cái góc vuông này nè các bạn, và mình cũng sẽ móc vào cái lỗ này một kép, hai xích và một kép. Chân móc kế bên này một kép, và sẽ làm lần lượt đến cuối hàng. Tới chỗ góc vuông thì sẽ móc là một kép, hai xích và một kép. Các bạn sẽ móc lên cho mình nhiều hàng móc như thế này nữa nha. Và móc tới đâu, đây mình sẽ đo cho các bạn để mà các bạn dễ hình dung nha. Chúng ta sẽ có một cái form như thế này. Đây, đây các bạn, cái ách của chúng ta nè, từ cái phần cổ nè xuống tới cái phần nách thì mình sẽ đo như sau. Đây các bạn, mình sẽ đo từ đây nè xuống tới cái phần nách. Mình sẽ làm là độ khoảng
9 đến 9,5 nha các bạn. Tại vì còn cái phần nối giữa mấy cái tạo nách á, là mình sẽ có thêm một hàng mũi móc kép nữa, cho nên là mình sẽ làm khoảng 9, 9,5 là được rồi. Để mà một lát nữa mình sẽ đủ là 10,5 nè các bạn. Size của các bạn thì lớn hơn mình 1cm thì các bạn móc thêm cho mình một hàng nữa thôi. Nói chung là mình sẽ làm theo cái số đo này cho nó dễ nha các bạn. Đây, mình sẽ móc là từ 9 đến 9,5. Size của các bạn là khoảng 10 đến 10,5 là được rồi ha. Size lớn hơn á. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau móc những cái mũi móc kép và những cái hàng móc kép tiếp theo tới cái số đo mà chúng ta cần thiết. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau móc nha các bạn. Mình đã móc tới cái ách mà mình cần thiết rồi nè các bạn. Bây giờ mình sẽ đo để cho mà các bạn tham khảo nha. Ở đây là mình đã móc được 9.5cm rồi nè. Thì hồi nãy cái size của mình là 10,5 á. Thì còn một cái hàng chiếc nách nữa là thêm một hàng nữa là nó sẽ đủ rồi ha các bạn. Ở đây thì mình sẽ đo thêm cái phần ngực nữa đi các bạn. Phần ngực thì chúng ta sẽ đo ở chỗ phần này nè. Từ đây qua đây nè các bạn. Coi như là mình nhân hai lên là nó sẽ gan ngực trước với ngực sau các bạn. Ở đây là nó sẽ tầm là 22 rồi nè các bạn. 22 mà nhân cho 2 thì nó sẽ ra là 44 nè. 44 mà hồi nãy là mình ghi là 46 nha. Bây giờ mình sẽ kiểm tra coi. Nếu mà 44, 46 là còn 2cm đúng không các bạn? Mình sẽ đo ở đây. 2cm tương ứng với bao nhiêu mũi móc nè. 1, 2, 3, 4. 4 mũi móc kép nè các bạn. 2cm là 4 mũi móc kép nè. Như vậy thì mình sẽ thêm ở bên nách trái á, là 2 mũi móc xích ha. Để mình một lát nữa mình sẽ móc là 2 mũi móc kép á các bạn. Và bên cái nách phải nè các bạn, mình sẽ thêm là 2 mũi móc xích nữa. Như vậy là mỗi bên là 2 mũi nha. Cái phần chiếc nách các bạn cũng sẽ đo như vậy cho mình nha. Còn thiếu bao nhiêu thì các bạn sẽ đo như vậy á. Ví dụ như các bạn thiếu 3 thì các bạn sẽ đo 3cm tương ứng với bao nhiêu mũi móc kép á các bạn. Thì các bạn sẽ thêm. Ví dụ như các bạn thiếu mỗi bên 4 mũi thì các bạn sẽ thêm bên đây 4 mũi và thêm bên cái nách này 4 mũi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng làm cái hàng chiếc nách nha các bạn. Móc lên 2 mũi móc xích nè. Quay ngược cái đầu móc này lại. Các bạn sẽ đâm kim vào cái chân móc đầu tiên. Vẫn móc là 1 mũi móc kép. Những cái chân móc còn lại cũng móc những mũi móc kép đến cái góc vuông đầu tiên. Chúng ta sẽ ghép cái góc vuông đầu tiên với góc vuông thứ hai lại để tạo nên một cái nách. Tạo một cái ống tay các bạn. Rồi mình đã tiến tới cái nách đầu tiên rồi nè các bạn. Chúng ta cũng sẽ móc vào cái chỗ cái lỗ trống này nè. Mình móc một mũi móc kép. Hồi nãy là mình nói là lên 2 mũi móc xích đó các bạn. Mình đã thêm, mình sẽ thêm vào đây 2 mũi móc xích nha. Để một lát nữa chúng ta sẽ móc 2 mũi móc kép nè. Rồi, ở bên cái chỗ này. Các bạn sẽ quấn len trước nè các bạn. Chúng ta sẽ ghép vào cái mũi móc cái lỗ trống bên cái chỗ này nè. Chúng ta sẽ móc là một mũi móc kép nha. Rồi, chúng ta đã tạo được một cái nách đầu tiên rồi nè các bạn, một cái ống tay đầu tiên rồi nè. Những cái chân móc kế tiếp các bạn sẽ móc vào. Đây, cái chân móc kế tiếp là cái chân móc này nha. Chân móc kế tiếp nè, đầu tiên này nè, móc vào đây một mũi móc kép. Rồi chúng ta sẽ móc những mũi móc kép cho tới lỗ trống cái góc vuông thứ ba các bạn. Mình sẽ ghép cái góc vuông thứ ba và cái góc vuông thứ bốn lại để tạo thành một cái ống tay còn lại. Rồi bây giờ các bạn sẽ móc tới bên cái điểm này nha. Mình đã tới cái góc vuông thứ ba nè các bạn. Các bạn cũng sẽ đâm kim vào đây móc một mũi móc kép lên 2 mũi móc xích. Rồi bây giờ chúng ta sẽ quấn len nè, một vòng lên kim, đâm kim vào cái lỗ trống cuối cùng á. Các bạn sẽ kéo len qua và thực hiện
một mũi móc kép. Cái chân móc bên đây các bạn sẽ móc một kép, móc đến cuối hàng luôn nha các bạn. Làm cái này nè các bạn, giống như là mình móc chiếc áo khoác như vậy á. Nó cũng khá là đơn giản à. Tại vì cái phần ngực với lại cái phần hông, phần mông á các bạn, mình móc chỉ có một số đo thôi, bằng cái số đo vòng ngực à. Dài xuống luôn à. Chứ chúng ta không có chia ra từng phần, cho nên là nó khá là đơn giản. Rồi mình đã móc tới cái mũi móc cuối cùng rồi nè các bạn. Bây giờ móc lên hàng tiếp theo, chúng ta sẽ móc hai mũi móc xích. Rồi chúng ta sẽ quay ngược đầu móc lại, móc vào cái chân móc đầu tiên này một kép. Những cái chân móc còn lại các bạn cũng sẽ móc, mỗi chân móc là mỗi mũi móc kép, tiến tới hai cái mũi móc xích mà chúng ta cộng thêm vào đó các bạn. Thì các bạn sẽ móc vào mỗi cái chân đó là mỗi mũi móc kép luôn nha. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau móc tới cái điểm đó, rồi các bạn sẽ móc tới cuối hàng luôn. Gần tới nè các bạn. Rồi đây, mình đã tới cái phần hai mũi móc xích rồi nè. Chúng ta sẽ móc vào đây một mũi móc kép trước, móc vào cái mũi móc xích thứ hai nè, một mũi móc kép, và móc vào những cái chân móc còn lại, mỗi chân móc là mỗi mũi móc kép đến cuối hàng. Tới cái phần nách bên kia các bạn cũng sẽ móc tương tự như thế nha, và các bạn sẽ móc tới cuối hàng luôn. Mình sẽ gặp lại các bạn khi các bạn móc tới cái điểm này. Mình đã móc tới cuối hàng rồi nè các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ móc lên hàng mới với hai mũi móc xích, quay ngược cái đầu móc này lại. Chúng ta cũng sẽ đâm kim vào cái chân móc đầu tiên để móc một mũi móc kép. Chân móc thứ hai một mũi móc kép. Chân móc thứ ba sẽ móc tương tự, và các bạn sẽ làm hàng này là mỗi chân móc là mỗi mũi móc kép. Chúng ta sẽ móc tới cái điểm nào mình sẽ đo để cho các bạn và mình móc tới cái điểm mà chúng ta cần nha. Đo từ trên cái phần vai nha các bạn. Ví dụ ở cái size của mình từ 0 đến 6 tháng, mình sẽ đo từ ở trên cái điểm này nè các bạn, xuống tới 25cm. Mình sẽ móc tới cái đoạn này 25cm nè. Hồi nãy là mình có ghi chú á các bạn. Đây, từ cái phần vai xuống tới cái phần này 25cm, cái size lớn hơn thì các bạn sẽ móc là 29cm nha. Bây giờ mình sẽ móc hết hàng này, xong rồi cái mình cũng sẽ lên thêm hai mũi móc xích, quay ngược đầu móc lại để mà mình móc hàng kế tiếp tới 25cm mà mình mong muốn, đo từ cái phần trên vai xuống nha các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau móc tới cái số cm của chúng ta nha. Mình đã móc tới cái số cm mà mình cần rồi nè các bạn. Và mình có trừ hao thêm cho bé là 2cm để mà cái phần bỉm á các bạn nó được thoải mái hơn. Các bạn cũng trừ hao cho mình ở hai size ha. Rồi chúng ta sẽ cộng thêm 2cm nữa nha các bạn. Ở đây là 25 cộng 2 là mình sẽ móc là 27 nè. Từ cái đoạn này tới cái đoạn này là 27cm. Và ở cái size 6 đến 12 tháng á, các bạn cộng vô đây nữa là mình sẽ móc là 31 nha các bạn, để cái phần bỉm được thoải mái hơn á các bạn, các bạn cũng dễ mặc cho bé nữa. Rồi thống nhất là như vậy nha các bạn. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn chia cái phần ống quần. Các bạn sẽ đếm cái hàng mũi ở phía cuối nè các bạn. Thì ở đây là mình đếm được là 70 mũi á, thì mình sẽ chia ra làm hai ha. Mà cái này nè các bạn, mình sẽ cắt cái phần len này đi. Bây giờ là 70 mình chia ra 2 là sẽ được 40-35 ở mỗi hai, ở mỗi ống ha các bạn. Thì các bạn, cái size của các bạn là bao nhiêu đó, các bạn sẽ chia đôi ra giùm mình nha, để mà cái ống quần của chúng ta nó được đều nhau nha các bạn. Bây giờ mình sẽ cắt cái phần len này để mà mình dời cái mũi móc
ra cái chỗ phía sau á các bạn, cho nó tiện lợi hơn. Các bạn móc lên một móc xích đi, rồi chúng ta sẽ cắt cái đoạn len này ha. Bây giờ chúng ta sẽ làm dấu cái đoạn ở giữa nha các bạn. Mình đánh dấu ở cái chân móc thứ 35 này nè các bạn. Bây giờ các bạn sẽ lấy cái len cùng màu này luôn, và chúng ta sẽ tạo một lưới nút thắt trước nha. Rồi chúng ta sẽ gỡ cái phần này ra, đâm kim vào cái chân móc thứ 35 này, kéo len qua. Rồi trước khi móc lên mũi móc xích đó các bạn sẽ đưa cái sợi len này nè đi qua bên phía bên này ha. Rồi chúng ta sẽ móc lên 3 mũi móc xích thay cho một mũi móc kép nha các bạn. Các bạn vẫn đếm cái mũi này nha, 1 nè, 2, 3. Rồi như vậy là một lát nữa khi mà móc tới cái phần này nè, các bạn nhớ nẹp cái sợi len thừa này vào trong mũi móc nha các bạn. Sau khi các bạn móc được 3 mũi móc xích á, thì các bạn nối nó vào ở cái chân móc đầu tiên này nè các bạn. Chúng ta sẽ móc một mũi móc kép vào cái chân móc đó nha. Các bạn quấn len trước nè. Rồi bây giờ chúng ta sẽ để như thế này nè các bạn. Rồi chúng ta sẽ trực tiếp chúng ta nối vào luôn. Các bạn móc một mũi móc kép. Rồi như vậy là cái điểm kết thúc của chúng ta nó sẽ nằm ở phía sau các bạn. Ở phía trước thì để cho nó thẩm mỹ hơn ha. Rồi bây giờ các bạn sẽ móc mỗi chân móc là mỗi mũi móc kép nè. Bây giờ là được 1, 2 rồi nè, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Các bạn sẽ móc cho tới cái điểm này luôn nha các bạn. Đếm ra phải đủ là 35 mũi không ha. Mình đã móc tới cái chân móc thứ 35 rồi nè các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ trượt mũi vào cái chân móc xích thứ 3 này nha. 1, 2, 3. Và bây giờ chúng ta sẽ trượt mũi vào đây. Chân móc xích thứ 3, kéo len qua, trượt mũi. Rồi các bạn sẽ móc lên 2 mũi móc xích nè. Đâm kim vào cái chân móc đầu tiên này. Các bạn sẽ móc 1 mũi móc kép. Rồi bây giờ các bạn sẽ móc cho mình mỗi chân móc là mỗi mũi móc kép đến cuối hàng nè. Chúng ta đã có một cái hàng đệm đầu tiên rồi, nên cái hàng thứ hai rất là dễ móc luôn á các bạn. Và các bạn cũng sẽ móc 35 mũi ha. Mình sẽ không giảm mũi nha các bạn. Mình để cho bé được thoải mái luôn. Cứ móc thẳng xuống dưới cái phần bo cái ống quần lại á, thì mình sẽ móc những cái mũi cho nó ôm gọn vào cái bàn chân của bé ha các bạn. Rồi bây giờ các bạn sẽ móc cái hàng thứ hai này 35 mũi y hệt như cái hàng thứ nhất, và các bạn sẽ lên thêm cho mình nhiều hàng móc nữa tới cái đoạn cm mà chúng ta cần móc. Rồi tới cái đoạn nào. Bây giờ mình sẽ đo từ ở cái khúc phía dưới này nè các bạn. Nè, cái khúc mà chúng ta chiết nè. Từ cái điểm này xuống. Cái size của mình á là 19 cm, cái size của các bạn là 22 á, thì bây giờ là 19 thì mình sẽ móc độ khoảng là 15 16 thôi nha các bạn. Thì mình sẽ làm cái phần màu nâu đỏ á các bạn với cái màu đen á. Là nó sẽ nhồi ra tới 19 nè. Mình sẽ làm tới khoảng 15.5 hoặc là 16 nha các bạn. Mình sẽ móc nhiều hàng móc như thế này nữa, mỗi hàng là 35 mũi tới cái đoạn 15-16 cm. Và cái size của các bạn nè, thì các bạn cứ chia ra cho mình ha, trừ ra. Rồi các bạn cứ thấy cái phần viền đó là khoảng 3 cm đó các bạn, 3 hoặc là 3.5 á. Rồi các bạn nhớ trừ ra ha. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau móc tới cái đoạn đó nha các bạn. Phần ống quần mình đã móc tới 15.5 cm rồi nè các bạn. Mình trừ lại cái vài cái hàng cuối á, để mà mình làm cái phần viền ha. Còn bây giờ các bạn sẽ móc lên một mũi móc xích, kéo và cắt cái len này đi các bạn. Rồi mình làm cái ống bên kia. Rồi một lát nữa cuối cùng rồi mình hãm viền luôn ha. Rồi bây giờ các bạn chúng ta sẽ móc từ cái điểm
ở bên này đi các bạn, để mà chúng ta sẽ giấu cái đường nối nè ở phía bên đây ha. Bây giờ cái chân móc này thì chúng ta không có tính rồi nè. Chúng ta sẽ tính từ cái chân móc bên đây. Là các bạn, từ cái chân móc này đến cái chân móc cuối cùng sẽ là 35 chân móc. Như vậy thì chúng ta sẽ để móc từ cái chân móc thứ ba đi các bạn nè. 1 2 3. Chúng ta sẽ móc từ cái chân móc thứ ba nha. Các bạn sẽ lấy len và chúng ta sẽ tạo một nút trước. Đâm kim vào cái chân móc thứ ba nè các bạn. 1 2 3. Đó, chúng ta sẽ tạo cái đường nối ở mặt sau á các bạn. Các bạn móc lên hai mũi móc xích ha. Đâm kim vào cái chân móc đầu tiên này, chân móc mà mình vừa móc á các bạn. Chúng ta sẽ thực hiện một mũi móc kép. Rồi một rồi đó các bạn. Bây giờ mình làm sao mà cho đủ 35 mũi là được ha. 1 2 3. Các bạn nẹp cái phần len thừa này vào trong mũi móc nha. Rồi các bạn móc đến cuối hàng luôn đi. Rồi mình đã móc được 33 mũi rồi nè các bạn, 33 mũi móc kép. Còn 2 mũi ở phía này nè. Rồi bây giờ các bạn sẽ quấn len một vòng nha. Chúng ta sẽ đâm kim vào cái chân móc đầu tiên bên đây nè các bạn. Đây, cái chân móc đầu tiên này. Chúng ta thực hiện một mũi móc kép nha. Là được 34. Thực hiện một mũi móc kép. Và 35. Rồi chúng ta đã nối lại được rồi đó các bạn. Đâm kim vào cái chân móc đầu tiên này, các bạn sẽ trượt mũi kết thúc hàng. Và các bạn móc lên một mũi móc xích. Rồi như vậy là chúng ta sẽ kết hàng từ cái điểm bên đây nè các bạn. Nó sẽ không có nhảy ở cái điểm bên đây. Nó sẽ ngợi hơn, đẹp hơn ha. Rồi, chúng ta sẽ cùng nhau móc lên thêm một mũi móc xích nữa. Là hai mũi các bạn, đâm kim vào cái chân móc này, các bạn lại móc một kép. Và mỗi cái chân móc chúng ta sẽ móc là mỗi mũi móc kép đến cuối hàng, chúng ta cũng sẽ có được 35 mũi móc kép ở hàng thứ hai. Và các bạn sẽ móc bằng với cái số cm bên cái ống bên kia nha các bạn. Hoặc là các bạn có thể là đếm cái số hàng ở bên cái ống bên kia, coi bao nhiêu hàng thì chúng ta sẽ móc ở bên đây bấy nhiêu hàng. Các bạn sẽ móc đến cuối hàng, sau đó là các bạn lại kết hàng lên thêm nhiều hàng móc nữa nha. Ví dụ như ở đây, mình tính từ cái điểm này nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 hàng. Thì ở đây mình đã móc được 2 hàng rồi nè các bạn. Móc hàng thứ 3, hàng thứ 4 đến hàng thứ 12 nha. Mình đã móc xong hai cái ống quần rồi nè các bạn. Và mình cũng đã làm cái này sẵn để cho tiện cái việc chia sẻ cho các bạn á. Ở cái phần bo lại nè các bạn. Một lát nữa khi mà mình hoàn thành cái tay áo đi, rồi mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm cái phần bo luôn nha. Và ở cái tay áo thì mình cũng đã móc sẵn một bên này nè. Tại vì hai bên đây á, thì mình sẽ móc giống hệt nhau mà không có khác gì hết. Cho nên là mình làm trước như vậy để cho mình hướng dẫn lại cho các bạn cho nó dễ hơn ha. Rất là dễ thương luôn nè các bạn. Khi mà phối nè, đây màu đen thì có một hàng thôi, ở dưới này thì màu đen hai hàng nè các bạn. Lưu ý cho các bạn hồi nãy á, khi mà mình hướng dẫn cho các bạn là ở cái chỗ này nè, tại vì có cái phần nối á cho nên là mình không có quay mặt trái phải, mình móc cái mặt phải luôn để mà cho các bạn dễ hơn á các bạn. Để thôi mình nói thêm cái đó nữa các bạn sẽ gói. Nhưng mà nếu mà các bạn làm những cái sao có kinh nghiệm rồi á, thì các bạn cứ theo cái họa tiết trái phải nè. Ví dụ ở đây là mặt phải thì các bạn sẽ làm cái hàng cái chỗ ống quần này nè là mặt trái nha các bạn. Rồi phải trái phải trái phải trái, nó luân phiên như vậy thì cái họa tiết của chúng ta nó sẽ đồng bộ hơn. Nhưng mà do cái này nè các bạn, nó cũng không có thấy nhiều á, cho nên là mình quyết định là hướng dẫn cho các bạn một chiều luôn. Còn ở trên cái tay áo đây nè các bạn, nó đã có cái vòng tròn này sẵn rồi nè. Cho nên là tiện cho việc hướng dẫn cho các bạn hơn thì mình đã làm mặt trái phải luân phiên với nhau như thế này, trông nó đẹp hơn luôn đúng không các bạn. Rồi bây giờ các bạn sẽ lấy cái phần len màu này luôn ha, để mình tạo một nút thắt trước nè. Rồi mình làm cái cánh tay dễ dàng nè các bạn, cánh tay đơn giản lắm. Tạo một nút này trước nè các bạn, cánh tay nào cũng vậy á,
các bạn sẽ đâm kim vào cái chỗ có phần nách đó các bạn. Nè, đâm kim vào cái mũi ở phần nách, mũi nào cũng được, mũi bên đây gì cũng được hết. Rồi các bạn sẽ kéo cái len này qua. Và cái hàng ở phần nách này các bạn, mình dừng lại ở cái hàng trước đó nè, là cái mặt phải, thì mình sẽ làm cái hàng này là hàng mặt trái nha các bạn. Nếu mà các bạn dừng lại ở cái hàng mặt phải thì mặt trái thì cái hàng này thì các bạn sẽ làm hàng mặt phải nha. Hàng mặt trái thì chúng ta sẽ móc như thế nào? Các bạn sẽ móc lên hai mũi móc xích nè, hai. Rồi quay cái ngược cái đầu móc này lại nè các bạn, mình sẽ móc từ phía trong nha, để nó hiện ở bên ngoài là cái phần mặt trái á các bạn. Rồi mình cứ xen kẽ như thế thôi. Các bạn lại đâm kim vào cái chân móc đầu tiên này nè, các bạn móc một mũi móc kép. Chân móc thứ hai, chân móc thứ hai này các bạn, một mũi móc kép. Chân móc thứ ba, một mũi móc kép. Rồi các bạn sẽ chụm cho mình cái chân móc này nè, cái chân móc thứ tư, kéo len qua hai vòng để nguyên như thế này nha các bạn. Quấn len nè, đâm kim vào cái chân móc thứ năm này nè, kéo len qua, kéo len qua hai vòng, ta được ba vòng len trên kim như thế này. Các bạn sẽ kéo qua hết luôn. Như vậy thì hàng thứ nhất chúng ta sẽ giảm một mũi ở đây và một mũi đối diện của nó nha các bạn. Khi mà tới cuối hàng mình sẽ giảm thêm một mũi nữa. Và lưu ý là các bạn cũng đếm lại cái hàng đầu tiên này coi nó bao nhiêu mũi. Thì ở đây mình móc ở bên đây nè các bạn, cái hàng đầu tiên của mình là 31 mũi á, thì mình sẽ móc cái chỗ này nè là 31 mũi để mình canh chỉnh ngay từ đầu luôn nha các bạn. Để thôi là ví dụ như các bạn đâm kim nó nhầm hay gì đó mà một bên 31, một bên 32, cái khi mà chúng ta làm hết trơn nguyên cái cánh tay á, cái mình thấy cái to cái nhỏ rồi cái mắt cong mình tháo ra nữa. Bây giờ mỗi chân móc các bạn sẽ móc mỗi mũi một kép cho tới cái điểm mà bên này nè các bạn nè, cái điểm bên này nè mình sẽ chụm lại ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau móc nha. Mình đã móc được tổng cộng là 28 chân móc kép rồi đó các bạn. Bây giờ mình sẽ chụm cái chân móc này và cái khoảng trống này nè lại thành một chân ha. Các bạn sẽ quấn len, đâm kim vào cái chân móc này, kéo len qua hai vòng, giữ nguyên. Các bạn lại quấn len, đâm kim vào cái khoảng trống này, kéo len qua hai vòng và ta được ba vòng len. Các bạn sẽ kéo qua hết luôn. Rồi như vậy là mình đã được 29 mũi 30 của mình nè. Và mũi cuối cùng 31. Mình sẽ kết hàng vào cái chân móc đầu tiên này. Rồi kết thúc cái hàng thứ nhất. Như vậy là chúng ta đã chụm lại hai bên, mỗi bên một mũi, là mình sẽ còn tổng cộng là 31 mũi. Các bạn móc lên hai mũi móc xích nè, quay ngược cái đầu móc này lại. Hàng thứ hai này các bạn cũng sẽ giảm mũi đầu và mũi cuối cho mình ha. Giảm thêm hàng thứ hai nữa là chúng ta hàng thứ ba, hàng thứ tư, những cái hàng còn lại chúng ta sẽ không có cần giảm nữa nha các bạn. Các bạn sẽ quấn len nè, đâm kim vào cái chân móc đầu tiên này, các bạn kéo len qua hai vòng. Các bạn lại quấn len, đâm kim vào chân móc thứ hai, kéo len qua hai vòng và ta được ba vòng, các bạn sẽ kéo qua hết luôn. Như vậy là bây giờ tính là một rồi nè các bạn. 2 3 4 5. Rồi bây giờ các bạn sẽ móc tới cuối hàng, chừa cho mình hai cái chân móc này lại nè các bạn. Chúng ta sẽ chụm hai chân móc này lại thành một chân móc. Còn hai chân móc cuối nè các bạn, các bạn sẽ chụm hai chân móc này lại thành một chân móc. Như vậy là giảm hai mũi, hồi nãy là 31, vậy là cái hàng này chúng ta sẽ có được 29 mũi đúng không các bạn. Những cái hàng sau các bạn sẽ móc mỗi chân móc là mỗi mũi móc kép. Các bạn kết hàng nè, móc lên hai mũi móc xích. Rồi bây giờ chúng ta dễ dàng hơn nè các bạn, móc vào cái chân móc đầu tiên này một mũi móc kép, nhớ quay lại nha các bạn để chúng ta làm cái hàng mặt trái. 1 2 3 4
5. Rồi các bạn sẽ làm tới cuối hàng, tới cái chân móc này nè các bạn. Đây, cái chân móc này nè. Cái này là chân móc mũi dời nha. Chúng ta sẽ không có đâm kim vào đây. Đâm kim vào đây là nó sẽ thành 30 mũi á các bạn. Là nó chỗ to chỗ nhỏ nha. Tới đây là được rồi nè các bạn. Đây, cái chân móc này nè. Rồi sau đó là các bạn sẽ kết hàng ha. Rồi các bạn móc lên 2 mũi móc xích. Mình cũng sẽ quay ngược cái đầu móc này lại để mình sẽ làm cái hàng mặt phải các bạn, cái hàng thứ tư á. Rồi xong kết thúc hàng thứ tư, các bạn móc lên 2 mũi móc xích rồi các bạn sẽ xoay vô bên trong. Các bạn làm hàng mặt trái. Rồi như vậy là chúng ta đã móc được hàng thứ năm rồi, các bạn sẽ móc tới cái điểm mà chúng ta cần móc. Các bạn sẽ đo từ đây nè. Đây các bạn, chúng ta sẽ đo từ cái chỗ này nè. Tới khoảng 12.5 cm đó các bạn. Để mình làm cái chỗ này nè. Đây, cái chỗ này là mình làm cái màu hồng nè. 12.5 nè các bạn. 12.5 ở chỗ cái màu hồng da. Thì các bạn cũng sẽ, nếu mà móc cái size sơ sinh giống mình á, thì các bạn cũng sẽ móc cỡ khoảng 12.5 ha. 12-12.5. Còn những cái hàng sau, cái hàng viền á, mình nó sẽ lên được tới 15 à. Nè, cái tay áo của mình nè các bạn. Đây, 15 cm nè. Còn cái size mà lớn hơn thì các bạn sẽ móc 18 ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau móc tới cái điểm đó nha các bạn. Ở đây là mình móc là tổng cộng là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hàng á các bạn. 10 hàng của mình là nó sẽ ra 12.5 á. Cái mũi kép của mình nó hơi dài á, thì các bạn cứ móc bao nhiêu hàng cũng được, mà đủ cái số đo là được rồi ha các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng hoàn thành cái tay áo này. Rồi mình sẽ hướng dẫn cho các bạn bo viền lại cả bên ống quần với lại ống tay ha. Mình đã móc tới cái số cm mà mình mong muốn rồi nè các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ cắt cái phần len này đi để chúng ta làm cái phần viền nha các bạn. Các bạn sẽ lấy cái màu viền ra để mà chúng ta viền lại. Chúng ta viền cái tay áo trước rồi chúng ta hả viền cái ở dưới cái ống quần nha các bạn. Chúng ta sẽ đâm kim vào cái chân móc mũi dời này, kéo len qua. Móc lên 2 mũi móc xích. Các bạn đâm kim vào cái chân móc đầu tiên này. Móc 1 mũi móc kép. Ở cái hàng đầu tiên của cái phần khác màu á các bạn. Các bạn sẽ móc bằng cái số mũi của cái hàng trước đó nè. Mặt trái phải gì cũng được hết nha các bạn. Chúng ta sẽ móc như vậy đến cuối hàng luôn, mỗi chân móc là mỗi mũi móc kép. Khi móc đến cuối hàng, các bạn cũng sẽ trượt mũi vào cái chân móc đầu tiên này, kết thúc hàng. Lên hàng thứ hai của phần khác màu, các bạn cũng sẽ móc lên 2 mũi móc xích. Chúng ta móc 1 mũi móc kép vào cái chân móc đầu tiên này. 1 2 3 4. Mình đã trải qua 4 chân móc với 4 mũi móc kép. Và cái chân móc thứ 5 và chân móc thứ 6 là chúng ta sẽ chụm lại nha các bạn. Các bạn sẽ quấn len, đâm kim vào chân móc thứ 5, kéo len qua 2 vòng, quấn len, đâm kim vào chân móc thứ 6, kéo len qua 2 vòng. Chúng ta sẽ kéo len hết 3 vòng còn lại trên kim. Và bây giờ các bạn lại đếm lại từ đầu. 1 2 3 4 Chụm chân móc thứ 5 và chân móc thứ 6 lại. Các bạn sẽ làm tương tự như thế đến cuối hàng luôn nha các bạn. 1 2 3 4 chúng ta sẽ chụm 5 và 6 xong 1 2 3 4. Và nếu mà đến cuối hàng thì nó còn dư thiếu gì đó, các bạn cứ móc những mũi móc kép ha. Mình đã móc tới cuối hàng các bạn. Và còn lại 5 chân móc, mình móc 5 mũi móc kép luôn, mình không có chụm lại. Bây giờ các bạn sẽ trượt mũi vào cái chân móc đầu tiên này. Và chúng ta móc lên 1 mũi móc xích. Nếu mà các bạn không có thay len màu đen á, các bạn sẽ để nguyên cái này để các bạn làm cái hàng mũi móc đơn nha. Bây giờ chúng ta sẽ cắt cái đoạn len này ra đi. Rồi chúng ta sẽ nối cái len màu đen vào.
Bây giờ các bạn sẽ đâm kim vào cái chân móc mũi dời á các bạn. Đây, chân móc mũi dời này nè. Hơi khó thấy mũi móc á, các bạn chịu khó ha. Bây giờ các bạn kéo len qua và móc lên một mũi móc xích. Đâm kim vào cái chân móc đầu tiên này, các bạn sẽ móc một mũi móc đơn. Rồi chúng ta sẽ đếm ha các bạn. 1 2 3. Các bạn nhớ nẹp cái sợi len thừa luôn nha. 3 rồi đó. Bây giờ trong móc thứ tư và trong móc thứ năm các bạn sẽ chụm lại nha. Đâm kim vào trong móc thứ tư nè, kéo len qua, giữ nguyên. Đâm kim vào trong móc thứ năm, kéo len qua. Ta được 3 vòng len trên kim như thế này, các bạn sẽ kéo qua hết luôn. Rồi như vậy là chúng ta đã chụm lại hai cái chân móc thành một chân móc. Các bạn sẽ đếm lại. Móc vào cái chân móc kế bên một mũi móc đơn. 1 2 3. Chân móc thứ tư và chân móc thứ năm các bạn sẽ chụm lại. Kéo len, đâm kim vào chân móc thứ năm, kéo len và kéo qua 3 vòng len này. Rồi các bạn sẽ làm tương tự như vậy đến cuối hàng luôn nha các bạn. 1 2 3 4 5 là sẽ chụm. Mình đã móc tới cuối hàng rồi nè các bạn. Bây giờ mình sẽ trượt mũi vào cái chân móc đầu tiên này. Kết thúc hàng, móc lên một mũi móc xích, kéo và cắt len. Và các bạn một lát nữa sẽ giấu cái sợi len màu đen này vào trong mũi móc nha. Và các bạn sẽ làm cái cánh tay bên đây còn lại cho mình nha. Cái cánh tay bên đây các bạn cũng sẽ bắt đầu từ cái điểm ở chỗ phần nách nè các bạn. Rồi các bạn cũng làm y hệt như cái tay bên đây nè. Các bạn sẽ làm đếm cái mũi hàng móc ban đầu các bạn. Hồi nãy của mình là 31 á, rồi hàng thứ hai của mình là 29 á. Những cái hàng còn lại thì mình sẽ làm 29 mũi hết. Rồi tới cái chỗ phần này thì các bạn cũng làm y hệt nha. Các bạn sẽ móc cho mình xong hết đi rồi các bạn giấu len. Các bạn tìm kiếm những cái sợi len thừa mà các bạn giấu vào trong mũi móc luôn nha các bạn. Và bây giờ các bạn lấy cái phần len màu đỏ luôn đi. Màu đỏ nâu á, chúng ta sẽ viền lại cái phần ống quần luôn nha. Cái ống tay các bạn, cái size lớn á, là khác cái mũi của mình đó nha. Cho nên là các bạn đếm cái ống tay bên đây làm như thế nào á, thì cái ống tay bên kia làm như thế đấy nha các bạn. Các bạn cũng sẽ đâm kim vào cái chân móc mũi dời này của cái phần ống quần nè. Kéo len qua, móc lên hai mũi móc xích. Và giống cái phần ống tay, cái hàng đầu tiên này các bạn cũng sẽ móc vào mỗi chân móc là mỗi mũi móc đơn nha các bạn. Đâm kim vào cái chân móc đầu tiên này, kéo len và thực hiện một mũi móc đơn. Các bạn cũng sẽ nẹp sợi len thừa vào trong mũi móc luôn. Chúng ta sẽ móc những mũi móc đơn đến cuối hàng. Mình đã móc tới cuối hàng và bây giờ chúng ta sẽ trượt mũi vào cái chân móc đầu tiên này. Ở cái phần ống quần á các bạn, thì cái sự giảm mũi của chúng ta nó sẽ khác một xíu nha. Các bạn sẽ móc lên hai mũi móc xích. Các bạn quấn len, đâm kim vào cái chân móc đầu tiên, các bạn móc một mũi móc kép. Chân móc thứ hai, một mũi móc kép. Bây giờ chúng ta sẽ chụm chân móc thứ ba và chân móc thứ tư lại thành một chân móc. Quấn len một vòng lên kim, đâm kim vào chân móc thứ ba, kéo len qua hai vòng. Sau đó các bạn lại quấn len, đâm kim vào trong móc thứ tư, kéo len qua 2 vòng và chúng ta kéo len qua hết 3 vòng. Và lặp lại như vậy đến cuối hàng luôn nha các bạn. 1 2 chụm 3 4. 1 2 chụm nè các bạn. 3 4 1 2 chụm 3 4. Và các bạn sẽ làm tương tự như vậy đến cuối hàng. Đến cuối hàng còn lại 3 chân móc á, mình móc 3 mũi móc kép luôn chứ mình không có chụm lại nha các bạn. Chúng ta sẽ trượt mũi vào cái chân móc đầu tiên này. Móc lên một mũi móc xích, kéo và cắt len. Chúng ta sẽ thay cái len màu đen, còn bạn nào không thay thì chúng ta sẽ để móc luôn nha. Các bạn cũng sẽ đâm kim vào cái chân móc mũi dời này nè các bạn. Các bạn sẽ kéo len màu đen qua, móc lên một mũi móc xích. Đâm kim vào cái chân móc đầu tiên này, các bạn sẽ móc một mũi móc đơn.
Giờ chúng ta sẽ đếm ha các bạn. Một rồi đó, nẹp cái phần len thừa luôn nha các bạn. 2 3. Rồi, bây giờ các bạn sẽ chụm cái chân móc thứ tư và chân móc thứ năm lại nha. Chúng ta sẽ đâm kim vào chân móc thứ tư nè, kéo len qua. Đâm kim vào chân móc thứ năm, kéo len qua và chúng ta sẽ kéo qua 3 vòng len. Rồi đếm lại nè các bạn. 1 2 3 chụm 4 5. Chụm 4 5 nè. Rồi các bạn lại đếm lại. 1 2 3 chụm 4 5. Rồi các bạn sẽ làm tương tự như vậy đến cuối hàng. Móc đến cuối hàng các bạn cũng sẽ chuột mũi vào cái chân móc đầu tiên này. Làm thêm một hàng nữa nha các bạn. Móc lên một mũi móc xích. Cái này nè, là mình móc thêm một hàng này nữa để cho đủ 19cm đó các bạn. Hàng mũi móc đơn màu đen này, mỗi chân móc chúng ta sẽ móc là mỗi mũi móc đơn nha các bạn. Chúng ta sẽ không cần giảm nữa. Đâm kim vào chân móc đầu tiên, móc một đơn. Chân thứ 2, 1 đơn. Chân thứ 3, 1 đơn. Và các chân móc còn lại tương tự nha các bạn. Móc mỗi chân móc là mỗi mũi móc đơn đến cuối hàng. Mình đã viền tới cuối hàng. Bây giờ chúng ta sẽ trượt mũi vào cái chân móc đầu tiên này. Kéo len qua, móc lên một mũi móc xích. Kéo và cắt len. Và các bạn sẽ viền lại cái phần ống chân bên kia giống hệt như cái này nha các bạn. Nè, nó bo ôm rất là tự nhiên luôn á các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ các bạn sẽ viền lại cho mình cái chỗ này và mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm cái phần nón nha các bạn. Cái phần nón á các bạn, mình sẽ thêm ở 4 cái điểm này, mỗi điểm là mỗi mũi móc kép nha các bạn. Chúng ta sẽ thêm vào ở chỗ này một kép ở điểm này, một kép điểm này, một kép điểm này, bốn cái góc vuông của chúng ta. Thì cái này nè là hàng mặt phải các bạn. Thì bây giờ mình sẽ móc cái hàng mặt trái ha. Mình móc từ cái điểm này đi các bạn. Nè, một lát nữa tới cái phần ở cuối cùng các bạn sẽ nẹp cái sợi len thừa này vào trong mũi móc luôn cũng được ha. Bây giờ chúng ta sẽ đâm kim vào cái chân móc đầu tiên. Đây, cái chân móc đầu tiên là cái chân móc này nè. Chân móc 3 mũi móc xích đó các bạn. Các bạn sẽ kéo cái phần len này qua, móc lên 2 mũi móc xích. Làm cái hàng mặt trái á, thì chúng ta sẽ quay ngược lại. Các bạn sẽ đâm kim, móc lên 3 mũi móc xích luôn đi các bạn. Coi như là 3 mũi móc xích này là một mũi móc kép nha. Đâm kim vào cái chân móc kế bên, chân móc thứ hai á, các bạn sẽ móc là một kép. Bây giờ mỗi chân móc chúng ta sẽ móc mỗi mũi móc kép tới cái chỗ góc vuông á, cái chỗ cái lỗ á các bạn sẽ móc vào đó 2 mũi móc kép nha. Mình sẽ không có cần đếm đâu. Những cái hàng móc thứ hai và thứ ba và xích lên nữa thì các bạn cứ móc đều mũi cho mình. Mỗi chân móc là mỗi mũi móc kép. Chúng ta móc thẳng lên luôn rồi các bạn. Móc tới cái chiều cao nón của cái size mà chúng ta mong muốn nha. Rồi bây giờ tới cái chỗ góc vuông đầu tiên rồi. Các bạn sẽ móc vào đây 2 mũi móc kép. 1 nè. 2. Rồi đó các bạn. Bây giờ là mình đã tăng được một điểm rồi nè. Các bạn sẽ móc từng mũi móc kép á, từ cái điểm này qua tới đây. Tới đây thì các bạn sẽ móc là 2 kép. Rồi những mũi móc kép qua tới chỗ này 2 kép. Những mũi móc kép qua tới chỗ này và các bạn sẽ nẹp cái sợi len thừa này vào trong mũi móc. Chúng ta sẽ móc tới cái điểm cuối cùng này luôn nha. Mình đã móc tới cuối hàng rồi nè các bạn. Còn một cái chân móc cuối cùng mình cũng sẽ móc vào đây một mũi móc kép. Bây giờ chúng ta sẽ móc lên 2 mũi móc xích và quay ngược cái đầu móc này lại. Đâm kim vào cái chân móc đầu tiên này, các bạn sẽ móc một kép. Chân móc thứ hai, một kép. Chân móc thứ ba, một kép. Những cái chân móc còn lại các bạn sẽ móc là những mũi móc kép cho tới cái đầu bên đây luôn. Và các bạn lại lên 2 mũi móc xích nha. Rồi nhớ đâm kim vào cái chân móc đầu tiên này nè các bạn. Đâm kim vào cái chân móc xích thứ ba này nè. Thôi bây giờ các bạn sẽ móc
đến cuối hàng đi, rồi mình sẽ hướng dẫn cho các bạn lên hàng thứ ba và mình sẽ đo cái chiều cao nón để hướng dẫn cho các bạn móc những cái hàng tiếp theo nha. Mình đã móc tới cuối hàng rồi nè các bạn. Bây giờ mình sẽ đếm cái ba chân móc này nè, 1, 2, 3, đâm kim vào cái chân móc xích thứ ba, các bạn sẽ móc một mũi móc kép vào đây nha. Rồi như vậy là nó đã đều rồi nè các bạn. Hàng thứ hai này các bạn sẽ móc là mỗi chân móc là mỗi mũi móc kép, chúng ta sẽ không có tăng nữa đó nha các bạn. Móc lên cái hàng thứ ba cũng vậy luôn, móc lên 2 mũi móc xích, rồi quay ngược cái đầu móc này lại, các bạn cũng sẽ móc vào cái chân móc đầu tiên này một kép, chân móc thứ hai một kép, chân móc thứ ba một kép, và các bạn sẽ làm như vậy đến cuối hàng, lên cho mình những cái hàng móc thứ tư, thứ năm, thứ sáu đến cái chiều cao mà chúng ta mong muốn. Ở đây là cái size của mình là 19cm đó các bạn. Mình sẽ đo từ cái điểm này hàng đầu tiên tới 19cm nè, và mình sẽ ngưng đây. Ở cái size lớn hơn á thì các bạn sẽ móc là 22 nha. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau móc tới cái chiều cao mà chúng ta mong muốn nha các bạn. Mình đã móc xong cái chiều cao của phần nón rồi nè các bạn, 19cm nè. Bây giờ chúng ta sẽ cắt móc lên một mũi xích đi các bạn. Rồi chúng ta sẽ lấy cắt ra một cái đoạn len dài để mà chúng ta khâu lại nha các bạn. Dài dài một xíu đi các bạn, để khỏi mất công mà chúng ta sẽ nối cái phần len á, để nhiều khi nó hết giữa chừng á. Rồi các bạn sẽ lấy cái kim khâu len, chúng ta sẽ xỏ qua nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ để như thế này đi. Đây, cái này là cái mặt trong nè các bạn. Chúng ta sẽ ốm lại như vậy nè. Nhưng mà bây giờ khi mà khâu thì chúng ta sẽ khâu không khâu cái hàng mặt phải, chúng ta sẽ khâu cái hàng mặt trái các bạn. Vì vậy mà chúng ta sẽ lật ngược cái này lại. Đó, rồi một hồi chúng ta khâu xong chúng ta lộn lại nữa là xong ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ khâu từng cái này, để cho nó thuận tay đi các bạn. Rồi các bạn, bây giờ cái len nó nằm ở bên đây, chúng ta đâm kim vào cái chân móc đầu tiên này các bạn. Chúng ta sẽ kéo cái phần len này qua để chúng ta nối hai cái này lại. Rồi các bạn sẽ làm lại một lần nữa ở cái chân móc đầu tiên này nha, để nó chặt hơn á các bạn. Rồi tới cái chân móc thứ hai thì các bạn cũng sẽ đâm kim vào bên đây. Đây nè các bạn, đâm kim qua. Nhưng mà chân móc thứ hai thì chúng ta sẽ làm một lần thôi. Rồi tới chân móc thứ ba, nó song song với nhau á các bạn. Các bạn cứ đâm kim cho tới hết cái chân móc nha. Rồi một lát nữa xong á, cái mình lộn lại á các bạn, thì cái mối nối của chúng ta nó sẽ đẹp hơn. Bây giờ các bạn sẽ làm như vậy á, đến hết hàng này đi ha. Mỗi chân móc chúng ta sẽ đâm kim xuyên qua như thế này. Dễ dàng mà đúng không các bạn? Mình đã khâu tới cái điểm cuối cùng rồi nè các bạn. Bây giờ cái điểm cuối của mình nè, mình sẽ khâu lại như thế này. Rồi mình đưa cái len thừa này nè các bạn vào trong cái mũi móc luôn nha. Rồi bây giờ mình đưa nó vô phía trong này đi. Các bạn sẽ xỏ tới xỏ lui nó các bạn, để mà nó được chắc hơn ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ giấu ở dưới này cái là cho nó xong luôn à. Rồi chúng ta sẽ cắt cái phần len này đi, trở ngược ra đây. Rồi làm một lần này nữa, xong rồi đó các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ cắt cái chỗ này đi nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ coi lại cái thành phẩm nè. Bây giờ mình lật ngược nó lại. Đây cái mối nối của chúng ta nè các bạn, nó không có thấy luôn á, rất là im ha.
Rồi bây giờ các bạn kiểm tra lại tất cả các sợi len thừa đi các bạn. Mình sẽ cắt bỏ đi và giấu cái phần len thừa ở dưới này, và mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm cái phần cài nút nha. Bây giờ chúng ta sẽ viền lại nha các bạn. Viền từ cái điểm bên đây nè, xung quanh nón, rồi mình viền tới cái chỗ bên này luôn. Rồi hàng thứ hai chúng ta sẽ tạo nút. Rồi cái phần viền á các bạn, thì chúng ta sẽ bắt đầu viền từ cái điểm nào. Các bạn sẽ đâm kim vào cái chỗ dưới này nha. Mình sẽ đâm kim vào cái chỗ này và mình sẽ kết thúc ở cái điểm ở phía dưới này luôn đây nha các bạn. Các bạn sẽ móc cho mình một cái nút thắt trước nha. Chúng ta sẽ đưa kim móc vào cái điểm ở phía dưới này và kéo cái phần len này qua. Đó các bạn. Nè, cái chỗ cái ống quần á các bạn. Cái đầu tiên đó các bạn móc lên một mũi móc xích nha. Đâm kim vào cái chân móc kế bên này nè các bạn. Móc hai mũi móc đơn. Một nè. Nẹp cái sợi len thừa luôn nha các bạn. Hai nè. Rồi bây giờ các bạn lại di chuyển lên phía trên nè các bạn. Cái chân móc ở phía trên, tức là mỗi cái đầu hàng chúng ta sẽ có một cái chân móc. Chúng ta sẽ móc vào cái chân móc đầu hàng hai mũi móc đơn. Một nè. Rồi mình sẽ móc thêm một mũi nữa. Hai. Rồi ở trên đây là cái chân móc đầu hàng nè các bạn. Chúng ta cũng sẽ móc vào cái chân móc này một hai mũi móc đơn. Di chuyển lên cái chân móc đầu hàng kế tiếp, các bạn lại móc hai mũi móc đơn. Tiếp tục hai mũi móc đơn vào cái chân móc đầu hàng kế tiếp. Và các bạn sẽ làm lần lượt tới cái hàng đầu tiên của cái phần nón nha các bạn. Rồi mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tiếp. Mình đã viền tới cái phần nón rồi nè các bạn. Bây giờ cái phần nón nó cũng giống như ở cái phần dưới, tại vì mình làm mũi móc kép không à, cho nên là cái phần nón chúng ta cũng sẽ làm tương tự. Móc vào cái chân móc đầu hàng hai mũi móc đơn. Đây, hàng kế tiếp đầu hàng nè các bạn. Chúng ta sẽ móc là hai mũi móc đơn. Cứ tiếp tục và các bạn sẽ làm liên tục như thế cho tới hết cái phần bên kia luôn nha các bạn. Cái phần mà đối diện khi mà chúng ta bắt đầu á, phần phía dưới này nè. Đây các bạn sẽ móc tới cái điểm này đi, rồi mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tiếp nha. Mình đã móc tới cuối hàng rồi nè các bạn. Bây giờ mình sẽ trượt mũi vào cái chân móc ở phía dưới này nha. Giống như hồi nãy á, mình móc lên một mũi móc xích rồi mình đâm kim qua cái chân móc kế bên, mình móc hai mũi móc đơn á các bạn. Như vậy thì mình cũng trả về bên đây y hệt như vậy ha. Rồi các bạn sẽ móc lên một mũi móc xích và chúng ta quay ngược cái đầu móc lại. Bây giờ các bạn lấy cái len khác màu cho mình hoặc là lấy cái kim đánh dấu cũng được á các bạn. Chúng ta phải chia cái nút ra trước nha các bạn. Đây, mình sẽ chia cái phần nút ra thì mình chia ở cái điểm nào. Bây giờ cái điểm đầu tiên ở chỗ cái phần nón nè các bạn. Bây giờ mình sẽ, đây là cái chân móc đầu tiên giao nhau giữa cái phần nón. Mình sẽ loại bỏ cái chân móc này. Chúng ta sẽ đâm kim vào cái chân móc kế bên ở phía dưới các bạn. Các bạn sẽ đánh dấu vào đây một cái đi ha. Mình sẽ làm khoảng 5 nút nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ đếm nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 và 12. Chúng ta sẽ đâm kim vào cái chân móc thứ 12 này. Chúng ta sẽ đánh dấu lại. Rồi chúng ta lại đếm từ cái chân móc này nè các bạn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Đánh dấu lại cái chân móc thứ 12. Rồi một hồi nữa chúng ta kiểm tra lại nha. 1, nè, đếm từ cái chân móc màu xanh này luôn nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Đánh dấu vào cái chỗ này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12, ở cái điểm này nè các bạn. Đánh dấu vào cái điểm này. Rồi như vậy là chúng ta đã chia đều được 5 cái hàng nút rồi đó các bạn. Bây giờ chúng ta chỉ cần móc thôi. Hồi nãy mình móc lên một mũi móc xích rồi ha. Quay ngược cái đầu móc lại. Chúng ta sẽ đâm kim vào cái chân móc đầu tiên này nè các bạn. Chúng ta sẽ móc một mũi móc đơn trước.
Sau đó chúng ta sẽ tạo cái phần nút nè, móc lên hai mũi móc xích. Móc lên hai mũi móc xích là tương đương với bỏ qua hai cái chân móc ở phía dưới này nè các bạn. Và chúng ta sẽ đâm kim vào cái chân móc thứ ba này. Các bạn sẽ móc một mũi móc đơn nha. Khi các bạn làm cái nút to các bạn thì mình sẽ bỏ qua hai chân móc để mà mình móc hai mũi móc xích. Còn nếu mà các bạn dùng cái nút nhỏ thì các bạn sẽ lên một cái móc xích thôi, bỏ qua một cái chân móc thôi nha các bạn. Cái đó là tùy theo cái nút mình sử dụng mà mình làm cái lỗ này. Rồi bây giờ các bạn sẽ làm tới cái nút thứ hai, móc những cái hàng, những cái mũi móc đơn tới cái nút thứ hai, rồi các bạn cũng sẽ làm tương tự. Đây các bạn, mình sẽ tháo ra luôn đi cho nó dễ nha. Chúng ta sẽ lên hai mũi móc xích, bỏ qua hai chân móc, 1 2, đâm kim vào chân móc thứ ba, móc một đơn. Tiếp tục móc những mũi móc đơn lên cái nút thứ ba, rồi các bạn sẽ làm liên tục cho đến hết những cái hạt nút này luôn nha. Và các bạn sẽ viền ở phía bên nón này qua tới bên đây luôn nha các bạn. Rồi mình sẽ gặp lại các bạn ở cái điểm này nha. Mình đã móc tới cái chân móc cuối cùng rồi nè các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ móc lên một mũi móc xích nữa và chúng ta làm một cái hàng mũi móc đơn cuối cùng luôn nha các bạn. Đâm kim vào cái chân móc thứ nhất này, các bạn móc một mũi móc đơn, một mũi móc đơn vào chân móc thứ hai, chân móc thứ ba, và các bạn sẽ làm lần lượt đến cái đầu bên đây nè các bạn, đến cái phần nút đầu tiên á, bên chỗ này nè, rồi mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tiếp tục nha. Đây các bạn, hai cái móc xích mà mình gây nên ở cái hàng nút đầu tiên nè các bạn, chúng ta cũng sẽ móc vào đây hai mũi móc đơn nha. Rồi kế bên nó là một mũi móc đơn nè các bạn, chúng ta sẽ móc một mũi móc đơn. Những cái chân móc còn lại các bạn cũng sẽ móc những cái mũi móc đơn bình thường. Vào cái chỗ tạo nút á, thì các bạn sẽ móc vào đó hai mũi móc đơn. Nếu mà các bạn lên hai mũi móc xích, nếu mà các bạn móc một mũi móc xích á, thì các bạn sẽ móc vào đây một mũi móc đơn thôi nha. Để thôi các bạn làm hai mũi móc xích là cái nút nhỏ của các bạn nó lỏng le luôn á. Rồi bây giờ chúng ta sẽ móc tới cái điểm cuối cùng này nha các bạn. Rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau nha. Rồi chúng ta đơm cái phần nút và mình hướng dẫn cho các bạn làm hai cái tay gấu. Mình đã móc tới cuối hàng rồi nè các bạn. Bây giờ các bạn và mình sẽ móc lên một mũi móc xích nha. Kéo và cắt cái đoạn len này đi. Bây giờ việc cần làm của chúng ta sẽ là mình thấy các bạn, hồi nãy mình tính sử dụng cái nút gỗ handmade á, nhưng mà mình thấy nó hơi chìm á. Mình sẽ lấy cái nút nút gỗ màu đen này nè các bạn, để cho nó đẹp hơn ha. Nè các bạn thấy là nó sẽ cùng tông với lại cái phần này nè các bạn. Nó màu đen, cái nó nổi. Một lát nữa cái mình sẽ làm hai cái tay gấu cùng màu dưới này luôn thì nó sẽ đẹp hơn cái màu vàng kia. Thì các bạn móc cái màu nào các bạn sử dụng nút cho nó nổi lên cho nó đẹp nha các bạn. Còn nếu không có thì các bạn có thể là sử dụng nút bằng len đó các bạn. Mình có hướng dẫn tạo cái mẫu nút bằng len thấy cưng lắm. Nếu mà các bạn không có cái mẫu nút á, các bạn có thể là tạo nút bằng len rồi mình gài. Khi nào mà mình mua được á, thì mình cắt ra mình thay thôi. Tại vì dễ mà. Cái đó mình kết bằng len luôn, xong rồi cái mình chán xài cái nút len thì mình cắt ra mình đơm lại cái nút này. Như vậy ha các bạn. Bây giờ các bạn sẽ đơm cái phần nút cho mình, cái phần đối diện đó nè, để mà mình gài nha. Rồi các bạn cũng giấu cái sợi len thừa này cho mình đi. Rồi mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm cái bước còn lại. Mình đã đơm xong cái phần nút rồi nè các bạn. Và mình cũng đã làm xong một cái bên tay gấu như thế này. Rất là đơn giản thôi. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn nha. Mình sẽ giảm cái size kim xuống nha các bạn. Mình móc kim hai đầu số 3-4 nè. Mình dùng đầu số 4 hoặc là các bạn có thể là dùng kim 2.5mm để mà chúng ta móc cái phần tay gấu này nha. Các bạn sẽ tạo cho mình một cái vòng tròn. Chúng ta sẽ lấy cái phần màu ở dưới này nè các bạn. Các bạn sẽ đưa kim móc vào vòng tròn và kéo lên, móc lên
hai mũi móc xích. Các bạn quấn len, đâm kim vào vòng tròn. Chúng ta sẽ móc vào đây 12 mũi móc kép. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 và 12. Các bạn sẽ kéo cái vòng tròn này cho nó khít lại. Và chúng ta sẽ trượt mũi vào cái chân móc đầu tiên này. Chân móc đầu tiên kéo len qua và thực hiện một mũi trượt. Sau đó các bạn sẽ điều chỉnh form lại và kéo lại một lần nữa cho nó khít luôn nha các bạn. Móc lên hai mũi móc xích. Đâm kim vào chân móc đầu tiên, móc 2 kép. Chân móc thứ 2, 2 kép. Và các bạn sẽ làm lần lượt đến cuối hàng, chừa ra 2 chân móc cuối cùng giùm mình nha. Còn 2 chân móc cuối cùng, các bạn sẽ móc vào cái chân kế cuối 2 mũi nửa kép. Vào chân móc cuối 2 mũi nửa kép. Và trượt mũi vào chân móc đầu tiên. Móc lên một mũi móc xích, kéo và cắt len. Nếu các bạn không thay màu đen thì các bạn sẽ giữ nguyên như thế này và các bạn sẽ móc cái hàng viền. Các bạn sẽ đâm kim vào cái chân móc mũi dời. Kéo len màu đen qua. Móc lên một mũi móc xích. Nẹp cái len màu đen này vào luôn nha các bạn. Đâm kim vào cái chân móc đầu tiên, chân móc kế bên đó các bạn. Móc một đơn. Và hàng viền này, tất cả các mũi các bạn sẽ móc mũi móc đơn vào từng chân móc. Nẹp len thừa vào trong mũi móc. Các bạn sẽ viền hàng này là hàng mũi móc đơn đến cuối. Chúng ta sẽ không cần tăng mũi. Móc đến cuối hàng nha các bạn. Rồi sau đó các bạn sẽ trượt mũi vào cái chân móc đầu tiên này, móc lên một móc xích ha. Và chúng ta cắt ra một cái đoạn len dài. Các bạn sẽ trượt mũi và móc lên một móc xích, kéo ra một đoạn len dài để mà chúng ta khâu lại. Và các bạn sẽ giấu cái phần len thừa nha. Ở đây là mình tranh thủ mình đã giấu rồi á. Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn nối vào trong cái phần nón. Các bạn lấy kim khâu len và xỏ cái phần len này qua. Ở đây nè các bạn, mình sẽ đếm hàng cho các bạn ha. Từ cái điểm này 1, 2, 3, 4, 5. Mình nối cái tay gấu ở cái hàng thứ 5 á các bạn. Mình nối xích ra phía ngoài nè. Đó, mình sẽ kết nó xích ra phía ngoài một tí để nó duyên hơn á các bạn. Rồi bây giờ chúng ta cũng sẽ đếm bên đây là nè, 1, 2, 3, 4, 5. Chúng ta sẽ đâm kim vào cái chân móc ở cái hàng thứ 5. Rồi mình sẽ kéo cái phần len này qua. Rồi đó các bạn, bây giờ là chúng ta chỉ việc là khâu lên, khâu xuống thôi. Các bạn sẽ đưa cái kim móc này xuống. Cũng khá là dễ dàng à các bạn. Bây giờ các bạn sẽ nối lại cho mình khâu cho nó đồng đều hơn ha các bạn. Nè, ở đây là cái hai điểm của mình nó đã đồng đều rồi nè. Các bạn chỉ cần là khâu cho nó chặt lại nữa thôi. Tại vì mình còn giặt nữa các bạn. Nên là khâu chặt chặt một xíu ha. Rồi bây giờ các bạn sẽ làm cái việc này luôn nha. Mình sẽ gặp lại khi mà các bạn có được cái thành phẩm tổng thể luôn nè. Đây, một lát nữa mình sẽ để camera cho nó cao lên rồi để cho các bạn xem nha. Đây các bạn, thành phẩm chiếc gơm bơ bằng len của chúng ta đây. Rất là dễ cưng luôn nè.
ở chỗ cái tai gấu á, nếu mà các bạn không thích cái tai gấu thì các bạn có thể là móc tai mèo hay là các bạn trang trí cục bông ở trên phía trên này nè các bạn, cũng rất là dễ cưng. Nếu mà các bạn trang trí tai mèo á, thì có cái clip áo khoác trái tim á, các bạn sẽ tua đến cái phần móc cái phần lỗ tai á, mình hướng dẫn rất là kỹ càng. Hoặc là các bạn có thể là tham khảo cái mẫu bơm bơm á, để mà mình đính vào trên đây nè, cũng rất là thấy cưng luôn. Ở cái phần này thì chúng ta thay tã cũng rất là dễ dàng đúng không các bạn, ấm em bé nữa. Rồi mình chúc các bạn móc thành công nha. Nếu mà các bạn yêu thích cái mẫu gom bơ này á, các bạn nhớ nhấn like giúp mình và bình luận bên dưới nếu mà các bạn móc thành công nha, và ủng hộ Mimi thêm một cái lượt đăng ký kênh nha các bạn. Mình cũng cảm ơn các bạn đã xem hết video này và thực hiện cái mẫu gom bơ này cùng mình nha. Bây giờ mình xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau. Bye bye. We'll be right back.